ra. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Vậy phải nói lại lần nữa cho anh hiểu là vấn đề không phải là gây lộn mà thật sự á là gây lộn vấn đề. Cái gây lộn vấn đề là cái gì mày nói rõ coi, mình vòng vo quá vậy? Là hiểu lầm đó. Hiểu lầm thì nói hiểu lầm. Hiểu lầm thì gây lộn vấn đề gây lộn. Thì trả lời em biết coi, đúng không? Thì nói chung là chuyện vậy đó. Vậy đó là sao? Thì ai biết bà nghĩ cái gì đâu. Trời đất ơi, anh là chồng của bà mà anh không biết là sao? Mình phải tìm hiểu chứ. Thì chắc là bà còn giận tao cái vụ mà tao hiểu lầm bà với thầy của con Tùng đó. Còn nữa không? Hết rồi mày. Không, nói thiệt đi, còn nữa không? Gì? Hết rồi. Chứ em thấy là còn á. Còn gì mày? Về em hỏi thiệt anh hai nha. Sao? Có sao nói vậy? Ừ, chỗ anh em với nhau không mà, đúng không? Mình từng tâm sự với nhau rất là nhiều điều. Thì bây giờ có sao cứ nói vậy cho em nghe nha. Thì có sao tao nói vậy với mày biết. Dạ. Mày nói đi. Em hỏi anh hai nha. Ừ. Thôi em hỏi luôn nha, em cũng hồi hộp quá. Mày đừng có hồi hộp, mày kể nói đâu. Dạ. Nên mày làm tao hồi hộp theo vậy. Bây giờ em hỏi anh hai nè. Ừ. Anh hai sao? Có bị bóng không? Thằng điên. Mẹ với cô Tị đâu rồi? Đi gọi đầu. Vậy còn Tùng với Kim Anh? Nó đi học. Ok, quá tốt rồi. Tranh thủ bây giờ hai đứa nó chưa có về, ba đứa mình bàn liền luôn. Để tụi nó về là lộ chuyện hết. Khoan, nếu mà sợ lộ chuyện, mình đi lên phòng đi. Ừ, lên phòng cho bí mật, đúng không? Không được, không được. Hãy ở dưới đây bàn. Tại sao? Bà không biết cái câu là nơi nào nguy hiểm nhất là nơi đó an toàn nhất. Là ở đây là an toàn nhất rồi. Lỡ như bây giờ bà bàn ở trên lầu á, nói tụi nó đi về thấy ba đứa mình ngồi bàn chuyện chắc chắn sẽ sinh nghi, đúng không? Đúng, ok, đúng. Thôi Lý, ở đây đi. Ờ, nhưng mà chú hả? Chú điều tra chuyện này tới đâu rồi? Chị yên tâm đi, sau khi em nói chuyện với anh hai, tâm sự với anh hai, điều tra với anh hai, thì em kết luận rằng em không biết gì hết. Mày điên hả cháu? Hay sao chửi tôi chứ còn gì nữa. Ông nói là ông nói điều tra, ông nói tâm sự với anh hai các kiểu, rốt cuộc anh không biết gì hết là sao hả? Vậy sao kêu chị em tôi lén la lén lút gì vậy cho mệt vậy? Lén la lén lút mà tại vì hai bà muốn lén la lén lút, chứ thật sự tôi đâu có kêu hai bà lén la lén lút. Mà chú đó, sao mà chú vô dụng dữ vậy hả? Có bao nhiêu chuyện đó thôi mà cũng không giải quyết được nữa. Chị ơi chị bình tĩnh đi nè. Chị không có hiểu một điều rằng khi em nói chuyện với anh ấy, em hỏi anh ấy anh hai có bóng không, ổng trả lời gọn lắm: đồ điên. Thì làm sao em nói được? Hello anh chị. Tôi nghĩ là nó không thấy ba đứa mình đâu. Chắc chắn luôn á, đúng không? Sao nó thấy được? Nhưng mà bây giờ mình giải quyết sao đây? Bây giờ giải quyết sao? Bây giờ chỉ còn có một cách thôi. Cách gì? Tôi sẽ gọi điện thoại cho ông mỗi ngày. Gọi mà nói gì? Anh hai có bóng không? Mày điên nữa hả? Sao la lên nữa vậy? Ông bị khùng hả? Trời đất ơi, tự nhiên cái ngày nào ông cũng gọi cho anh hai mấy chục cuộc cái sao? Dạ anh chị. Nó chưa có đi. Tôi khẳng định nó cũng không thấy ba đứa mình đâu, đúng không? Điên hả? Bà mình như tưởng sao nó thấy được. Không hả? Mà sao nãy bà nói hai đứa nó là đi học rồi, sao bây giờ có xuất hiện ở nhà này? Trời đất ơi, nó đi học chứ nó đâu có bỏ nhà đi bụi đâu, cha nội mà không cho nhỏ về. Thì tới giờ nó phải về thôi chứ sao. Khùng hả? Tự nhiên ngày nào ông cũng gọi điện thoại mấy chục cuộc, ông hỏi anh hai ơi anh hai có bóng không, anh hai có bóng không. Bị điên hả? Khùng gì đâu, phải suy nghĩ cách khác đi. Bây giờ vậy đi, mình có bàn cái gì bàn lẹ đi, hiểu không? Để mẹ với cô Tị về là hư hết, hiểu chưa? Bây giờ còn cách này nè. Cách gì? Dạ có cách hả? Cách gì chị? Em ừ đi hỏi thẳng tình nhân của anh hai em đi. Đúng.
thay bên nhau, ta nói lại tình xưa. Cô tỷ, cô tỷ, cô tỷ, cô tỷ, cô tỷ. Thôi, 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 thôi. Trời ơi, thôi. Sao vậy con? Trời ơi, con biết cái tính cô Mỹ Liễu mà. Bao nhiêu năm rồi mà con cứ chọc cô dữ hoài. Trời ơi, cô Liễu con mắc cười quá. Ở, con ngồi xuống đây đi. Trời ơi, thầy. Trời ơi, con, cô đang vui, con làm con mất khống. Nghe nè, vụ gì con? Con hỏi cô này một cái nha. Vụ gì? Vụ quan trọng không? Quan trọng không? Cô bộ chị Ngọc ở nhà mình luôn hả? Trời ơi, tưởng chuyện gì là quan trọng à? Cái vụ cô Ngọc thì con hỏi má con chứ sao con hỏi cô chi? Không được, cô trả lời con trước đi. Trời ơi, thôi cô con ơi. Cô trả lời xong rồi cái con nói cô nhiều chuyện. Không có sao đâu, con không có nói ai cô nói hết trơn á. Nhớ nha, cô kể xong là không nói là nói là cô chối đáng chịu rồi, đó nha. Rồi, kể đi, kể đi. Hình như là cậu Hân với cô Ngọc cãi lộn rồi. Trời đất ơi, vậy hả? Tanh bành luôn. Coi như là lớn lắm chứ không phải là chuyện đơn giản đâu nha. Mà nghe đâu á là cậu Hưng á, cậu quậy lắm, giận lắm. Cho nên cô Ngọc không biết cách nào, đành phải đi về nhà nhờ má con can thiệp để coi cái chuyện cuộc tình này nó có thể hàn gắn được hay không. Ghê chưa? Con cũng thấy là trong cái chuyện này không đơn giản đó cô. Chứ sao? Con thấy nó làm sao con giận, con làm cô cũng lo quá con. Con đâu có biết đâu. Con lên lầu trước nha. Vậy là xong rồi hả? Tự nhiên cái nó hỏi, cái nó bỏ đi à? À, anh là Mạnh đúng không? Dạ, em là Mạnh. Em trả lời lần thứ 8 cho anh nghe đó. Em là Mạnh, em tên Mạnh chứ không phải là Yếu. Rồi, được chưa? Dạ. Vậy hả? Không biết hôm nay anh hẹn em ra đây có chuyện gì không mà ngồi hỏi tên hỏi tuổi hoài. Thì phải có chuyện mới hẹn ra chứ là phải khơi khơi điên cái hẹn ra đâu. Thì có chuyện gì thì anh nói đi chứ tự nhiên anh cứ ngồi anh hỏi tên hoài là sao? Thì em cũng biết bao nhiêu công việc nữa. Thì biết rồi, cũng hay có gì, cũng hay có trước có sau, hiểu không? Dạ. Cái gì, từ. Dạ. Anh biết tôi chứ? Thì tất nhiên biết anh, thì anh hẹn em ra cà phê thì em phải biết anh em mới ra chứ. Anh biết. Anh Hải. Đúng rồi. Biết là cái tiếng nói của tôi nó có giá trị chứ. Biết luôn. Cái tiếng nói của anh là rất là có giá trị. Ăn to nói lớn. Đúng rồi. Nói lớn đến nỗi nhiều khi mà nói quá nó hen suyễn luôn. Nói nhiều quá mệt á, bị suyễn đúng không? Hay bị suyễn đúng không? À, đúng rồi, cái bệnh nhẹ của tôi. Thấy em hiểu anh nhiều chưa? Quá hiểu. Anh là anh hiểu tôi quá nhiều rồi. Đúng rồi. Mà tôi là tôi chưa có hiểu nhiều về anh. Hiểu không? Ủa vậy là hôm nay hẹn ra cà phê là để tìm hiểu. Để tìm hiểu chút xíu, mình trao đổi chút xíu. À, bây giờ anh cho tôi hỏi là anh thuộc cái tiếp người nào? Tiếp người nào lần sau? Là thuộc cái dạng nào á? Cái dạng nào á? À, cái dạng nào? Không phải dạng vừa. Dạ. Là anh dạng khác hả? Ừ, nó loại là vậy. Để giống như là muôn hình dạng trạng. À, đó hay, đúng rồi, chính xác. Là cái loại đó đó hả? Dạ. Ừ, đất ơi, vui tính. Dạ. Ừ. Oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia.